cựu thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la do cựu đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế, bị Tống đạt thông báo trọng tài hôm 10 tháng 9 năm 2019, theo văn phòng luật sư của nguyên đơn. Tối ngày 9 tháng 9, văn phòng công ty luật Bursby ở Texas, một trong năm luật sư của bà Yến email cho VOA rằng cựu thủ tướng Việt Nam sẽ bị Tống đạt thông báo trọng tài vào ngày 10 tháng 9 và như vậy thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trang PR News Wire dẫn tin từ văn phòng luật sư George Camp ở thủ đô Washington, cũng là một luật sư đại diện cho bà Yến, cho biết ông Dũng bị kiện vì đã làm cho công ty của bà Yến thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhiệt điện kiên lương ở tỉnh Kiên Giang lúc ông còn tại vị. Vụ kiện thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là thủ đô Paris của Pháp vẫn theo nguồn tin này. Theo thông báo trọng tài, năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo ITA thuộc tập đoàn Tân Tạo tiến hành dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu ở huyện Kiên Lương. Nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng thì ông Dũng hủy dự án. Bà Yến là người sáng lập ITA từ năm 93 và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kể từ năm 96 tới nay dù vắng mặt tại Việt Nam. VOA chưa liên lạc được với ông Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để ghi nhận bình luận. Theo truyền thông nhà nước, bà Đặng Thị Hoàng Yến là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011 tới tháng 5 2012, bà xin tự nhiệm và bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do khai không trung thực về tiểu sử và quá trình hoạt động của bản thân. Tin nói bà Yến rời Việt Nam năm 2012, nhập quốc tịch Mỹ năm 2015, lấy tên là Maya Danglas.